đang còn bao nhiêu mít lưng ăn xuống đây không, biết chưa? Thế xuống nhiều lắm mà tao không có nghĩ anh em đâu. Trong hai kỳ, trong nhất kỳ độ được 6 ức, nhị kỳ Thích Ca Mâu Ni độ 2 ức là 8 ức, còn 92 ức xuống trần. Đi gán tìm luật để đưa về cho ra, còn không lát nó chuẩn bị. Tự nó tỏ thiền tâm tu. Nhưng ta cũng nói trước nha, từ đây chắc đó cha với mẹ không về ở trần gian này nữa nha. Ai về thì về, nhưng cha mẹ là không có mượn xét trần gian để về. Đúng không? Cha mẹ dùng biển, dùng biển ở bên cạnh thôi chứ không vô thân xác được. Những kẻ mà xưng cha xưng mẹ đó là ai? Phật tổ Như Lai mà còn xưng mẹ. Nếu ai mà xưng cha xưng mẹ ta thôi ha, lỡ đây đi rồi biết. Cha mẹ ta đâu có mà xuống trần để làm cái thác phạm này đâu. Dù cứ nói là cha và mẹ của ta xưng ghét thì bị của ta thử hết cho một người rồi. Xưng ghét xưng mấy người. Cha xưng mẹ ta mà xưng lên chạp xuống. Cha mẹ ta còn dám xưng nữa mà còn dám đến đây cũng gặp ta nữa mà. Quỳnh xuống đây, Quỳnh không cái gì Quỳnh biết. Thế là con Quỳnh trở về thì ta biết chơi. Biết, biết nhận ra làm vụ đó. Biết chơi. Ở đây nó nhắc cho các bạn đang biết về công sự đó. Lẫn cái đời là gì không được xong gì đó. Sức mạnh của anh là lớn lắm chứ không nhỏ đâu. Thì các em làm những việc gì thì thấy nó nhỏ à, thấy nó lớn hơn anh. Nhưng mà phải tự công lớn hơn anh đâu, trách nhiệm anh lớn lắm. Thì anh làm đúng thì anh đúng. Càng cao mà anh làm càng sai lắc anh thua của đàn em đó. Đúng rồi, đó là lực tôi. Làm sai lắc anh có chuyện thua đàn em anh nhỏ nhỏ thì lên chứ đừng nói chuyện chơi đúng lắc à. Đúng chơi. Ở đây nó lực mà. Cẩn thận đó nghe. Lại xuống đây giờ, giờ tiếng mới có năm mà ha. Thuốc chưa? Năm mà nhân năm thuốc rồi ha. Thôi xuống chẳng làm cái đi. Thôi hút với anh em cái đi. Đó là hút đó đó. Không. Không anh em đây. Không anh em xuống đây. Chưa bỏ rồi. Không biết cái cảnh này, cái nỗi này là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Nhưng anh làm đúng thì anh sẽ đúng rồi á, thì lên độ vui tình độ. Không, anh này anh biết là cái dễ gì anh dám nhận lệnh xuống đây làm cái chỉ xuống làm sai lát nữa bị tội tam giáo tòa xứ anh đã làm công đồng tất cả hết mà trong lòng bàn tay của anh tất cả hết mà làm sao anh dám. Bởi vậy cái đó càng cao càng hiểu cái chuyện nào là càng sợ biết rồi. Anh cầm tất cả hết mà sao anh dám làm sai. Như các em còn dám này kia chút định anh làm sao anh dám làm. Anh đâu có dám đâu, tại anh cầm tất cả hết trong tay của anh mà. Sao anh dám được? Đấy, cũng mong cho Minh là đường đường chính chính chứ xuống đường cái chiều chiều đó, đem vô bay luôn là chết luôn. Dễ gì? Không, nếu có thì cũng có chảnh xuống rồi, mấy bà chảnh xuống rồi. Dạ, Minh này gặp các tiên nữ phải quá. Chú này hết mà về đông rồi chết luôn á Minh ơi. Gặp các tiên nữ không. Trên xuống không rồi. Trên xuống rồi, mấy không dạ, phải ở trên xuống gian đâu nè. Trên xuống không nè. Đúng rồi, cái ở trên xuống là điều của ta hết mà. Chứ không phải ở trần gian đâu. Thấy mình làm như là cầm tại sao mà người ta tu hành mà lỡ mà không có vợ cho ta lỡ nhiều đi. Tại vì của ta ở trển xuống hết mà chúng mình sai à, đúng rồi vẫn có ai đâu mà sợ đúng. Ta đâu có thể có trần gian đâu.
trần gian đó mình ngồi trên đó rồi cái mấy bả trốn xuống đây hết trơn rồi cái giật mình lại lại thì là nhìn xuống dưới này luôn bỏ tao đi chạy bỏ cửa chạy lấy người giờ xuống kiếm lại nói gì tại các thằng chữ tiên ra xuống dưới này thôi lên hỏi gác xuống dưới này luôn chẳng qua là này xuống này làm gì xuống xuống đây là môn chen luôn rồi. Quên đường về là mệt lắm, phải gan thôi, đừng ham chi cái trần gian này. Tuy rằng anh ở vị đó ha, chứ không quá vị đâu, của anh là nhìn sáng chói à, chứ không quá như đây trần gian nhìn vô đâu. Cứ nghĩ anh mà người nghèo khổ không quá gì đâu, người phàm cứ nhìn vô là gì chứ không quá gì đâu, không quá gì đâu. Ngồi đầy đủ trên đó rồi, nhau bắn đầy đủ rồi xuống đây cái nhà ôm mình, đến đổi vào cái mỏ mà nhiều người khiêng luôn. Gửi cục chung lương xuống là quân đại xài đây hết kiếm rồi luôn. Thôi quân đại hả thương thì ban cho các quân lân cận là có chỗ đem về đi đem xuống rồi đem về mổ tay không có đâu mổ gớm cục. Thì gian làm đi sao loại cũng có chỗ thôi. Thì không hơn anh thiệt nhưng mà cũng có với người ta thôi. Bên đây em đầy đủ. Nhưng mình nói là chuyện kia kìa, cái chuyện trần gian. Nhưng mà anh còn thiếu, anh còn phải xuống đi học một món, một thứ anh không chưa học. Tại mấy lâu nay trốn tránh chưa chịu học, xuống phải học một thứ đó. Đúng rồi. Học làm bà Tám đó biết không? Hỏi thì biết, hỏi thì biết. Hôm nay hỏi quá chạy, chạy đi. Về, hỏi người này hỏi người kia. Phải rồi, phải lúc trước ta đi chỗ này chỗ kia thì giờ đâu có hỏi. Mình có qua cái cung của Dương Mẫu Nương Nương không? Chắc không nổ quá, tao chỉ về cung thôi à, về cung của cha thôi à. Chứ tao không đi đâu hết á. Biết sao vậy? Biết sao không có gì đi hỏi cái này cũng nhiều chuyện lắm, nói nhiều chuyện lắm. Cái này cái kia sắp sửa có chiếu chỉ tới làm cái tiền sống qua ngày khách sạn lẫn chiếu chỉ tới đó một người tôi cũng đổ cả thầy tâm trung cũng vậy. Chiếu chỉ nó có đầy đủ hết rồi mà chiếu chỉ nhận định làm việc quá việc sẽ đông hơn nhưng mà già kéo về. Wow. Sơ sơ là thấy chóng mặt rồi. Quá đồ quá trời. Tam cung hậu cung là
nhà tôi già mà cũng không biết đường nào để nói nữa. Nó tu không sao cản được ổng. Xuống đây rồi mốt rồi thấy cảnh. Xuống đây mới biết đó, chứ ở chỗ anh đâu có biết đâu. Biết chút chút à, có mấy người thôi, chứ đâu có biết nhiều đâu. Sao mà xuống đây đâu mà lòi ra dữ vậy? Còn trên trển không biết mà xuống đây mới biết, kỳ ta. Mấy mốt bắt đầu là mình về một cái rồi, cái là dưới này hỏi người con ai? Con quân một đó, cháu quân một, cháu quân một. Quá rồi. Đừng lắc đầu mấy mốt là khỏi tắt luôn. Quá nhiều. Dạ, con không biết còn nhiều nữa. Bắt đầu này tới đó đi. Trong cái đất này có nhiêu là còn có ổng hết phần nữa đó. Biết rồi. Mà tại tính là ở trên thôi. Chứ tất cả đều con của cha thôi. Nhưng nói về tính về ở trên thôi. Trên xuống thôi ha. Trên xuống á, là vì sức lệnh. Mà để xuống thì tính cái ở trên thôi. Đây thì khác. Tính ở trên con của cha chính thức á. Tính vậy thôi. Con của con. Mà đi không phải mộ. Nhờ hơn ta nó. Ta nhỏ còn mệt nữa. Không hiểu cha sao nữa. Quá à trời. Chắc cha cho con đi gian cha luôn đi cha ơi. Thấy cái cốt mà tà ông ra cái thể xác này là cái ông đó là ông già đằng đây á. Chứ ông già 21 bà. Tới nhà ông mất lợi mà ông tính bà này trong gì gì bao nhiêu đứa con. Mà chỉ có mình bà già là cứu. 21 bà. Đúng gì? Tới nhà ông mất ngỡ ông tính. Có giờ vậy nè, em muốn cần cái gì? Chỉ có muốn cần gì, nó phải gặp huynh vậy thôi, vui vẻ được rồi. Chứ em không có biết cái gì mà em không biết, em không cần gì. Em muốn cái gì không có. Con cha muốn gì không có. Thầy bụi cái bảo huynh đổi lát thôi. Xuống đây cũng hàng thông dữ lắm rồi. Xuống lâu rồi. Để ra gì, muốn gì, cần gì, muốn lấy gì, chứ cần khôn thế giới này, cái gì không có. Ừ. Không sai, sai, không sai. Mà ngạc về bên đây, đúng là Phật rồi. Ngày xưa còn hơn anh. Xưa anh đâu có cần thứ gì đâu. Anh chỉ biết sống một mình anh thôi, chứ không cần thứ gì hết đó. Thiên biến giảm quá, cái gì không quá bình thường. Không cần thứ gì nhưng đâu. Nhưng mà còn sắc thiết. Từ lúc họ ký qua bên Phật mà anh đi ra Phật. Đối với anh không cần gì cả, anh chỉ muốn ở yên tĩnh thôi. Những thần chú các pháp nào 84 ngàn chân pháp, pháp. Nhờ vậy cha mới thứ mới đi độ chúng sanh là con không chịu. Một chút như này lo quánh đập cự cãi với nhau là thua. Cõi trần này ma quỷ nhiều lắm, mở cửa xuống hết rồi. Mà anh còn phải học, nhưng mà còn anh có cái cơ duyên phải cần nên học qua cái bốn cái này nữa. Tứ vô lượng tâm. Tài có tài, nhưng mà còn bốn tứ vô lượng tâm. Đâu em nói rồi, có gì là đúng rồi, đúng không? Tại vì ngày xưa cái tội quá, nó phạt rồi anh cũng. Tại vì ham lén lén rút tờ xuống đây mà giờ điếm trên đầu ngón tay không hết. Kinh kệ thông rồi chú mày giờ chờ sẵn như này nếm thầm làm bá chủ con làm bá chủ cho con cung thở làm bá chủ quậy đi một cái con nào không hợp hết dẫn xuống trần còn bao nhiêu mức lên căn xuống đây không biết chưa. Tôi xuống nhiều lắm mà tao đâu có nghĩ anh em đâu. Trong hai cái kỳ thôi. Trong nhất kỳ độ được 6 ức, nhị kỳ Thích Ca Mâu Ni độ 2 ức là 8 ức, còn 92 ức xuống trần.
đi gắn tìm lục để đưa về cho cha, còn không lát có chuẩn bị gắn đi tìm lại lên căn đó viên phải tu hành dẫn về lát cha để cái ghế trên kia không nó cao dữ lắm để cần cho cha cũng ôm vô. Còn không là coi chừng nghe cha dặn chưa đó. Tìm các linh căn chứ phải tìm mấy bài rồi đem về đó. Tìm các linh căn đây cũng là linh căn không này nhưng mà chưa tới nha, nó chưa tới cây trồng chưa trồng bông cũng như lúa nó sợ 3 tháng 10 ngày 3 tháng 10 ngày nó cắt nó mới 2 tháng rưỡi cắt cái gì lép không cắt trời kiếm cái gì linh căn cũng có hết. Cha đã ban điểm cho mỗi đứa chúng sanh là tự nó tỏ thiền tâm tu. Nhưng ta cũng nói trước nha, từ đây tới đó cha với mẹ không về ở trần gian này nữa ha. Ai về thì về, nhưng cha mẹ là không có mượn xét trần gian để về. Đúng không? Cha mẹ dùng biển ở bên cạnh thôi chứ không vô thân xác được. Những kẻ mà xưng cha xưng mẹ đó là ai? Phật tổ Như Lai mà còn xưng nếu ai mà xưng cha xưng mẹ ta thôi ha, lỡ đây đi rồi biết cha mẹ ta đâu có mà xuống chẳng để một cái xác phạm này đâu. Dù cứ nói là cha hoặc mẹ của ta xưng biết thì của ta thử hết cho một người rồi. Từ bi thì sao? Từ bi anh có mà anh chưa đủ hết. Là anh chưa có xả. Từ bi anh có rồi. Hỷ xả. Nếu không hỷ xả làm sao mà sinh cha được cái cõi tâm thật hả? Bốn cái này nó mới đạt được. Từ bi hỷ xả cho nên tứ vô lượng tâm. Bốn cái tâm đức này. Đó lẽ là không có tâm thật đâu em. Phải tu mới được nha. Chính xác. Phải tu mới được lên thiên cõi. Mà tại sao ngày hôm nay được cái cõi tâm sạch? Được cái tâm sạch rồi mà tại sao phải xuống lâm phàm như vậy là sao? Sao không ở rảnh? Là vì lý do gì? Anh em chúng ta vì lý do gì mà xuống đây? Vì chúng sanh. Đúng. Phải tiêu diệt hết. Xuống đúng độ chúng sanh chứ không phải xuống vừa độ mà vừa diệt. Chưa tới diệt. Chưa tới diệt đúng. Có chứng chỉ hay gì? Giờ với độ thôi. Giờ này độ những người có tâm thôi, tâm đúng. Sạch thôi. Đúng. Còn sao lại chưa có? Cái đó để sao đi? Cái nào có ý chỉ. Đúng. Ông nói diệt, chờ lệnh cha rồi mới diệt là con đắc. Tới đó diệt là diệt. Giờ chưa đâu. Giờ này chưa diệt. Giờ này chưa. Đó là phải chờ nữa mới được. Phải vậy không? Phải vậy không? Đúng. Đó là chỉ, đó là chỉ cuối cùng nữa. Cho nên gắn từ bi là độ kẻ khó thương cần nên gắn độ, vì nó là ai? Nó là em chúng ta đó. Thương nó mới là gắn độ cho nó. Bởi cho nên chỗ này nhắc nhở anh này, từ bi chỗ đó để độ nó. Thì những người còn dưng chút đỉnh thì ta giúp cho, còn quá thì bỏ. Làm mê quá sao làm được? Làm ác làm thiết. Còn dương chút thì đây giúp cho. Rồi chỗ nào ác quá bà chỉ em độ cho. Anh độ không được em độ. Nói vậy đó. Độ cũng không xong. Độ không xong lát nữa chảm rồi cũng vậy. Tới để, ngày giờ cũng chừng nào độ không xong lát nữa về bị chảm lát nữa ta không có trách. Mình có độ rồi. Viên nói rồi người ta không nghe. Viên nhiều lắm rồi, trên xuống cũng viên nhiều lắm rồi. Biết bao nhiêu rồi, trên xuống biết bao nhiêu. Đã nói hết rồi, tới thời kỳ này tại sao? Chưa, còn nó hoài cũng vậy thôi. Trong lúc còn thật thì đại an khả. Trong cái tam kỳ phổ độ này còn đại an khả. Làm xa là những người tâm thật thôi. Những người ác là không còn ăn xa nữa đâu. Đúng, người ác là không còn. Nhưng không mà còn đâu. Chưa tới ngày thôi. Tôi ngày đi rồi sẽ biết. Thời kỳ chưa tới đâu. Tới đi rồi biết. Cái cảnh